Thúy Nga tung bằng chứng tố sư cô hãm hại mình và Kim Ngân. Trên trang cá nhân, Thúy Nga đã đăng tải một bài viết khá dài bày tỏ sự bức xúc của mình dành cho một người mà bản thân từng tin tưởng. Theo đó, thời gian qua, sau khi đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, nữ danh hài còn được một sư cô hỗ trợ cho đàn chị sống tại chùa. Những tưởng lòng tốt cùng chung chí hướng, nhưng nào ngờ đến một ngày, vị sư cô này muốn giành quyền chăm sóc Kim Ngân, thậm chí còn nhận các khoản tiền từ thiện được khán giả quyên góp. Không dừng lại tại đó, sư cô còn bất ngờ quay clip tố cáo Thúy Nga dọa mình. Trước động thái quá đáng này, nữ danh hài đã lên tiếng cho biết các cuộc đối thoại với nhau đều được cô ghi lại. Đồng thời, Thúy Nga cũng không ngờ rằng một người chân tu, thờ Phật lại có những hành động đi ngược lại đạo tu hành. Cô bức xúc cho biết, cô ơi, cách của cô đã làm gì thì cộng đồng mạng họ thấy và họ tự phân tích ra. Cô bị chỉ trích nhiều thì bây giờ cô nghĩ đâu ra cái ý niệm là con hăm dọa cô là vì giờ cộng đồng mạng mạnh lắm, con phục cô sát đất luôn. Bữa hôm, con nói chuyện với cô, con không quay video nhưng con thu âm để giữ cho mình lại chút cái bằng chứng. Để nhỡ sau này cô có hại con thì con biết đường mà lường. Ai dè, cô lại hại con thiệt luôn. Cô muốn nghe lại cuộc hội thoại không? Con mở lại cho cô nghe. Cô khoác cái áo đẹp mà sao cô nói chuyện cứ sai từ đoạn livestream cho đến hôm nay luôn à. Các tượng Phật nơi trang nghiêm, cô ở đều chứng kiến được những gì cô làm trước đây và hiện tại. Cả vong linh chết oan ức, họ cũng nắm tay chị Kim Ngân về đây để mọi thứ thấy rõ hơn cô ơi. Người chân tu mà không dùng lời chân thật thì có bị phạt tội gì không à? Trái tim và lòng từ bi cô cất đâu rồi cô? Mặc dù không nhắc đến đích danh vị sư cô, nhưng nhiều khán giả từng theo dõi hành trình giúp đỡ, tìm cuộc sống mới mà Thúy Nga dành cho Kim Ngân đều nhận ra nhân vật này. Không ít người cho biết, họ nhận ra nhiều hành vi đáng ngờ của vị sư cô hay sự phản ứng kịch liệt của Kim Ngân không muốn về chùa với lý do bị sư cô đuổi. Tất cả những điều này sau khi phát hiện ra đều khiến dân mạng vô cùng tức giận. Hiện tại, bài viết đang thu hút khá nhiều sự quan tâm từ khán giả và hầu hết mọi người đều dành sự ủng hộ cho nữ danh hài.